Hello, xin chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Nhận định thị trường và lọc cổ phiếu đầu mỗi phiên. Và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11. Và như chúng ta thấy thì ngày hôm qua thị trường cũng đã có một phiên tăng điểm trong ngày đầu tiên của tuần mới, khá là thuận lợi về mặt điểm số. Và VN-Index cũng đã giao dịch ở trong cái vùng 1080 đến 1090 nhờ sự hỗ trợ của nhiều nhóm ngành. Tuy nhiên đà tăng cũng không thực sự là cho thấy quá mạnh, và sự thận trọng của dòng tiền thì vẫn đang có nhiều vấn đề. Đặc biệt nhất thì chúng ta thấy là cái thanh khoản ngày hôm qua cũng đang có một cái sự sụt giảm. Tuy nhiên thì khởi đầu một tuần mới như vậy là cũng đã khá là tốt rồi, đúng không anh chị? Và trên cái góc nhìn của Ichimoku thời điểm hiện nay thì cũng như là các cái nhóm ngành như thế nào, thì trong cái chương trình này hôm nay thì Thái Lê sẽ đồng hành với các anh chị. Và các chị đừng quên hãy ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của ITP các anh chị nha. Và các chị có thể thả giúp em những cái quả tim màu xanh tím ở ngay ở dưới cái phần bình luận để ủng hộ cho cái video này. Ok, đầu tiên thì chúng ta đánh giá về qua về diễn biến của thị trường thì sau một cái cú hồi phục giảm về vùng mạnh đó là 1020 thì thị trường cũng đã có một cái cú hút về quanh cái vùng mà tích lũy về vùng khách sạn của Ichimoku, và nó đã tiếp cận về ngay cái vùng kháng cự quan trọng đó là vùng 1088 1089. Và ngày hôm qua thì thị trường của chúng ta cũng đóng cửa ở cái vùng giá cao nhất của trong phiên và quanh ở cái ngưỡng 1088 1089, cũng là vùng kháng cự cho VN-Index thời điểm hiện nay. Và sau khi chạm ở cái vùng này thì hiện nay đây cái vùng kháng cự này nó sẽ duy trì kéo dài cả thêm phiên ngày hôm nay là ngày thứ ba nữa. Ngoài ra thì về xét trên diễn biến của thị trường thì trên cái góc nhìn của đồ thị tuần thì chúng ta đang có một cái vùng khách sạn hút giá. Như vậy thì diễn biến của trong vài tuần tới kéo dài có thể 4 đến 5 tuần tới thì diễn biến của thị trường của chúng ta sẽ đi trong cái xu hướng đó là tích lũy và sau đó hút thu hút và có cái mục tiêu hướng về ở cái vùng 1135 các chị nha. Và trong cái quá trình đấy thì chúng ta để ý về cái góc nhìn của trên cái thị trường của Daily thì hiện nay nó đang có một cái vùng cản đó là quanh 1088, và đặc biệt nhất đó là bắt đầu từ ngày mai là ngày thứ tư thì cái yun nó bắt đầu có một cái xu hướng đó là chuyển động đi xuống. Thì đấy là một trong những cái tín hiệu mà có thể khiến cho thị trường của chúng ta có một cái tín hiệu là bị điều chỉnh giảm, và với cái điều chỉnh giảm này thì đang có một cái điểm hỗ trợ sẽ đỡ thị trường đó là quanh cái vùng 1054, quanh 1054. Do vậy nên là trong từ giờ đến ngày mai, quan điểm của Thái Lê đó khi thị trường có những cái sự điều chỉnh về 1050 đến 1060 thì sẽ là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt để cho các anh chị có thể kinh doanh và mở ra một cái vị thế chúng ta có thể đầu tư được, với cái mục tiêu đó là giao dịch hướng lên ở cái vùng 1135 các chị nhá. Hướng lên ở cái vùng 1135. Ok, đấy là góc nhìn thị trường để chúng ta có thể đưa ra một cái góc nhìn tổng quát. Rồi, và bây giờ thì Thái Lê sẽ đi cùng với các chị về về các cái bộ lọc. Và các chị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ cho kênh của ITP các chị nhá. Về các bộ lọc này, chúng ta sẽ đi vào cái bộ lọc đầu tiên ở đây. VGC, VGC breakout khá khỏe ha. Đó, mà có những cái cú test trở lại ở cái vùng 102 thì có lẽ mới đủ để chúng ta có thể nghiên cứu cái việc kinh doanh được. VBank ngày hôm qua cũng là một trong những cổ phiếu ngân hàng tăng khá là tốt, tuy nhiên thì cái ngưỡng cản khá là mạnh ở trên vùng 21, 21.2, chúng ta tạm thời không thể kinh doanh được đối với mã này. VGI cũng là một cái cổ phiếu ngày hôm qua ITP đã khuyến nghị các anh chị tham gia để mua vào, thì đối với cổ phiếu VGI các anh chị hoàn toàn vẫn có thể kinh doanh được ở quanh cái vùng giá 25 các anh chị nhá. VGI 25. Thì chúng ta có thể thấy là hôm 30 tháng 10 cũng khuyến nghị các anh chị mua về VGI này. Quanh giá 25. Ok. Su Đà Nẵng, bộ lọc cho ra khá là ít mã. Thì đây BIDV, ok, BIDV cũng đang có những cái tín hiệu khá là tốt này. Thì BIDV các anh chị có thể để ý những cái sự rung lắc ở quanh cái vùng giá 41 để kinh doanh lên ở vùng 44 nè, 41.
C4G cũng đang có một cái tín hiệu khá là tốt sau khi chạm về cái vùng hỗ trợ mạnh 10 đúng không ạ? Ok, cổ phiếu này chắc chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm một số cái tín hiệu nữa. AB xấu khủng khiếp nhỉ, ai kia cũng cùng chìa xuống một cái cú breakout giảm, đây một trong những cổ phiếu đi ngược thị trường mà giảm mạnh rất xấu. GEE thì chúng ta thấy đang có cái cản 32. Ok, như vậy thì từ lại thì có hôm nay có hai mã các chị cũng có thể quan tâm để có thể kinh doanh được trong phiên ngày mùng 7 tháng 11. Đó chính là VGI và BIDV các chị nhá. Rồi còn đối với cái thời điểm hiện nay, một cái nhóm cổ phiếu mà Thái Lê cũng đang khá là lăn tăn nhất ở trong cái bối cảnh thị trường hồi phục hiện nay, đó chính là ở cái nhóm thép. Thì gần như các cổ phiếu đang tiếp cận ở về các cái vùng cản khá là mạnh này, đó, Nam Kim này, rồi Hoa Sen này, đây là một trong những cái nhóm mà sẽ có những cái diễn biến không mấy thuận lợi và cần phải có những cái sự tích lũy trở lại. Còn bên cạnh đó thì cái nhóm ngân hàng hiện nay vẫn được đánh giá là một trong những cái nhóm cổ phiếu khá là tốt, cho những cái tín hiệu có thể giữ nhịp cho thị trường trong cái bối cảnh thị trường vẫn đang giai đoạn sideways và hồi phục sau một cái giai đoạn giảm mạnh như vừa qua. Ngoài ra nữa thì đối với nhóm bất động sản cũng là một cái nhóm mà chúng ta cũng có thể để ý được trong thời điểm hiện nay, bởi vì nhóm bất động sản thì nó giảm trước đó, do vậy nên là các cái nhịp hồi hiện nay thì nó sẽ đang có một cái thu hút về cái quanh như vùng khách sạn tuần. Nhưng mà đối với đợt thị ngày thì Thái Lê cho là khoảng tầm mất khoảng 2 đến 3 ngày nữa, đối với nhóm bất động sản nó sẽ xây dựng và tạo ra một cái nền khá là vững chãi ở trên đồ thị ngày. Nên là trong cái thời gian sắp tới thì nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng là ba cái nhóm mà Thái Lê cho là chúng ta nên để ý để tham gia kinh doanh. Ok, đấy là toàn bộ đánh giá về diễn biến của thị trường cũng như là một số cái cổ phiếu trên cái trong cái chương trình mà lọc cổ phiếu đầu mỗi phiên. Và hy vọng thì chương trình này sẽ giúp ích được anh chị có một cái góc nhìn tổng thể cũng như những cơ hội đầu tư. Rất là cảm ơn các anh chị và chúc anh chị đầu tư thành công. Đừng quên ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của ITV các anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.